lên để chữa bệnh phần pháp của ông bà mà. Thì cũng thay mặt đoàn cảm ơn chú với gia đình đã tạo điều kiện cho mọi người là hoàn thành được cái tâm nguyện của mình lên đây mang pháp của cụ để chữa bệnh cho bà con đây bằng chính pháp của cụ, không thể hoàn hết được, nhưng mà thôi nhẹ cái gì đỡ được cái gì đau cho bà con. Cảm ơn tất cả các chú, vì chú là một thầy thuốc và cũng là người em, là môn sinh của cụ. Cô và chú lên đây thì là rất là quý mến rồi. Thế nhưng có một cái điều này nữa, thì đây là cái di tích của cụ. Từ đây ra đi mà làm cái phương án, cái phương pháp này và ra đi ở Hà Nội mấy chục năm thì để lại đây. Mà từ sinh ra ở đây và cũng từ đây đi, thế nên là nơi này thì để làm một cái, thế thì bây giờ là muốn giữ lại, thì mong rằng tất cả các chú là những môn sinh, những đệ tử và tất cả những bạn bè làm trong cái công tác khoa học này thì xin rằng là lưu tâm đến. Vì tôi bây giờ tuổi cũng cao rồi nên là muốn tu sửa lại để cho nó hoàn hảo hơn nữa, để giữ gìn lại cái di tích này, để những cái ngày các chú lên thắp hương của con chú cho nó khang trang hơn nữa, để cho các chú hài lòng. Và chúng tôi trong dòng họ chúng tôi xin được cảm ơn các chú sẽ cố gắng hãy giúp đỡ trong vấn đề này đấy, để chúng tôi tu tạo lại cái này. Thì là chú là cái nhà nó xuống cấp rồi, vừa xuống cấp rồi, thế thì để cháu cũng lên cháu kêu gọi mọi người là những ai mà đã làm phương pháp này cũng như được học lúc này thì mỗi người một tay chung vào với gia đình để tu ra tạo lại cái này, chứ làm cái nơi mà thờ tự cũng như là nơi đi lại cho các môn sinh sau này. Và tôi là được các cụ giao cho là trưởng tộc, và nên là các cụ đã giao cho tôi là tôi muốn làm tròn trách nhiệm. Tuổi tôi cũng cao rồi thì muốn làm để cho nó hoàn hảo trong cuối đời, thì cho tôi nó cũng an tâm và không để lại một cái di tích cho các cụ và lấy cho các cụ. Bà con biết, bà con đến.